Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay, công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn những thông tin về chương trình học tại trường Wollongong University ở Úc. Thì trường Đại học Wollongong thì được thành lập từ năm 1951 và là thành viên của mạng lưới các trường đại học công nghệ của Úc ATN. Trường Đại học Wollongong là một trong những trường đại học hàng đầu của Úc, nằm tại thành phố Wollongong tươi đẹp, bang New South Wales, cách Sydney, thành phố lớn nhất của Úc, 1 giờ đồng hồ về phía nam, và thủ đô Canberra, yên bình, 2 giờ lái xe. Wollongong là thành phố lớn thứ 8 của Úc, được biết đến với ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, khai thác than và sản xuất thép đã có lịch sử lâu đời. Việc giảng dạy, nghiên cứu và sinh hoạt văn hóa tại trường được trang bị cơ sở vật chất khang trang và hiện đại. Trường thì luôn tập trung vào các nghiên cứu khoa học và nổi tiếng trên thế giới với những nghiên cứu ứng dụng, thường hợp tác với các nhà máy hoặc các tổ chức chính phủ trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ hay là mục tiêu xã hội. Và công ty du học Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Đại học Wollongong của Úc tại Việt Nam. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Nhân đây thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn các chương trình học tại trường Wollongong, trường Đại học Wollongong như sau. Trường đào tạo các chương trình từ tiếng Anh tổng quát tới chương trình tiếng Anh học thuật, thì thời gian học sẽ là từ 6 cho tới 48 tuần. Đối với chương trình cao đẳng thì trường đào tạo về chuyên ngành kinh doanh, thời gian học sẽ là từ 8 tháng cho tới 1 năm. Đối với chương trình cử nhân thì trường đào tạo các chuyên ngành như là thương mại, bao gồm kinh doanh, thương mại về khách sạn, quản lý du lịch, kinh tế và tài chính. Về chuyên ngành nghệ thuật sáng tạo thì bao gồm có báo chí. Đối với ngành giáo dục thì có giáo dục tiểu học. Đối với kỹ sư, ngành kỹ sư thì có kỹ sư xây dựng, dân dụng, môi trường, cơ khí, mỏ. Đối với chuyên ngành sức khỏe thì có y tá và sức khỏe cộng đồng. Đối với chuyên ngành về tin học thì có chương trình về hệ thống thông tin doanh nghiệp hay là công nghệ thông tin, hoặc là kỹ sư chuyên về máy tính, điện, điện tử, viễn thông, v.v. Với thời gian học trong chương trình cử nhân là từ 3 năm cho tới 4 năm tùy theo chuyên ngành mà bạn chọn học. Ngoài ra, đối với chương trình thạc sĩ thì trường Wollongong đào tạo các chuyên ngành như là kế toán, tài chính ứng dụng, thương mại, kế toán chuyên nghiệp, kỹ sư, quản lý kỹ thuật, kỹ sư chuyên nghiệp, y tá, sức khỏe cộng đồng, quản lý công nghệ thông tin. Thì thời gian học sẽ là từ 1 năm cho tới 2 năm tùy theo chuyên ngành mà bạn lựa chọn. Đối với chương trình thạc sĩ ở Sydney Business School thì trường đào tạo các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh quốc tế, quản lý dự án, quản lý bán lẻ. Thì thời gian học sẽ là từ 1 năm cho tới 1 năm rưỡi tùy theo chuyên ngành mà bạn lựa chọn. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể liên hệ với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Đại học Wollongong. Thì các bạn có thể gọi điện thoại đến số điện thoại 0838382080 hoặc là 0838484879, hoặc các bạn cũng có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.